Hãy cùng đến với sân vận động quân khu 7 để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận giao hữu giữa Hữu Nghị FC và cao thủ Doanh Nhân Online Plus. Đường chuyền là của Nguyên Ba Dầu. Đưa bóng vào, cơ hội. Đó là tình huống đánh đầu của Vũ Nguyễn. Nhưng đáng tiếc là số 16 của Doanh Nhân Online Plus lại chưa thể có một pha đánh đầu đủ tốt để hướng trái bóng vào khung thành. Một pha bóng mà các hậu vệ bên phía Hữu Nghị FC cũng đã bị bất ngờ và họ không có tình huống tạo áp lực cho Vũ Nguyễn. Bóng đến chân của Nguyên Ba Thậu. Nguy hiểm. Bóng vẫn trong cuộc, đó là nỗ lực của Huỳnh Vinh. Đánh đầu. Pha bằng vào đánh đầu là của Phong Tùng. Trước đó nếu như Huỳnh Vinh có một pha khống chế bóng tốt hơn thì một lần nữa cơ hội lại rất sáng dành cho các cầu thủ Doanh Nhân Online Plus. Tuy nhiên đáng tiếc là Huỳnh Vinh đã nhưng việc đẩy quá cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng khiến họ đang có những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và nó đủ để cho các cầu thủ Hữu Nghị có thể khai thác khá nguy hiểm. Vừa rồi là tình huống chơi tập trung của thủ thành Phước. Nhưng sức ép vẫn liên tục được các cầu thủ áo xanh hồng tạo ra. Phong Tùng đường chuyền hay, cơ hội đối mặt. Quá người rồi, khớp vào. Không thể tin được là vừa rồi lại không có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Doanh Nhân Online Plus. Vẫn đang là những sự ổn định trong cách chơi của các cầu thủ bên phía Hữu Nghị FC, không hề có tình huống việt vị. Pha thoát xuống của Nghi. Phía trong đang là Dũng. Đánh đầu. Cú đánh đầu của số 16 bên phía Hữu Nghị FC là quá nhẹ. Và rõ ràng là không thể làm khó được. Cơ hội dành cho đội bóng đỏ, khoảng trống rất lớn, làm gì nào? Vẫn còn, qua người. Vào. Tỷ số được mở dành cho các thủ Hữu Nghị FC. Và đó là bàn thắng của Sĩ Duy. Một pha xử lý rất bình tĩnh và cực kỳ chính xác của Sĩ Duy. Chúng ta có thể thấy được rất nhiều những cầu thủ của Doanh Nhân Online Plus cũng đã cố gắng để can thiệp. Nhưng Sĩ Duy rất khỏe và cực kỳ lắt léo trong pha xử lý của mình để có thể mang về bàn mở tỷ số dành cho cao thủ Hữu Nghị FC thành bàn thắng. Đường mở bóng dài, tốc độ của Huỳnh Vinh, Huỳnh Vinh, Huỳnh Vinh dứt điểm. Cú dứt điểm của Huỳnh Vinh là quá đơn giản. Vừa rồi dù cho số 4 của Hữu Nghị FC đã theo kèm rất sát nhưng vẫn không thể ngăn cản được Huỳnh Vinh. Đội bóng đỏ họ chơi đầy tự tin. Nguy hiểm cơ hội. Vào. Quá đơn giản cho số 15. Anh Bưu đã có một pha di chuyển rất thông minh để có cho mình một khoảng trống và đồng đội của anh thì lại quan sát rất nhanh để tạo ra một đường chuyền cực kỳ thuận lợi. Đường chuyền hay. Pha lên bóng bên phía cánh trái của các cầu thủ Hữu Nghị FC rất tốt. Quá người. Vẫn còn. Cơ hội vẫn còn. Không thể tin được. Một cơ hội rõ ràng vừa được tạo ra bởi các cầu thủ của Hữu Nghị FC. Nhưng nó cũng vừa bị bỏ lỡ bởi các chân sút áo đỏ. Đức Khôi, Đức Khôi, Đức Khôi. Dứt điểm, cắm vào. Cú ra chân rất quyết đoán nhưng thủ thành Anh Phước vẫn đang chơi tập trung. Đường chuyền của Huy Savi. Không được. Một pha xử lý hay của Nguyên Ba Sô nhưng thủ thành Anh Phước vẫn đã kịp thời lùi về.
một tình huống ra chân đầy bất ngờ. Và rõ ràng là Nguyễn Ba Dô có lý do để làm điều đó khi mà thủ thành đánh đầu. Cú đánh đầu vẫn đưa bóng đi chệch khung thành. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống đánh đầu của cầu thủ bên phía Doanh Nhân Online Plus. Đó có vẻ như là sự nỗ lực của Đức Khôi. Anh Bầu không hề có tình huống việt vị. Cơ hội cho Hữu Nghị FC 4-1. Anh Bưu quá đơn giản để anh Bưu có được bàn thắng thứ hai. 3-0 rồi. Cú đúp của anh Bưu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hàng thủ của Doanh Nhân Online Plus đã có sự trời choạc. Cơ hội đây rồi. Vẫn không có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Doanh Nhân Online Plus. Số phận đá không chọn Đức Khôi. Anh Vũ. Đây không thể là một cơ hội tốt hơn. Đó là một pha xử lý. Một pha xử lý không thể tin được. Sĩ Duy đã có một đường chuyền cho thủ thành Thông Lão. Lại là một pha tăng tốc rất hay. Rất khỏe. Quá ngươi dứt điểm vào. Bàn thắng thứ ba của anh Bưu. Và đó đã là bàn thắng thứ tư của Hữu Nghị FC rồi. Đức Khôi. Như vậy là lưới của Hữu Nghị FC đã rung lên và đó là bàn thắng của Vũ Nguyễn. Bàn thắng vừa rồi cũng đã chính thức khép lại trận đấu. Một bàn thắng danh dự cho Doanh Nhân Online Plus. Nó được ghi bởi số 6 nỗ lực của Vũ Nguyễn. Một ngày mà Doanh Nhân Online Plus thi đấu thiếu hiệu quả, trong khi Hữu Nghị FC họ lại có một kết quả thi đấu rất thuyết phục. Và xin chúc mừng cao thủ Hữu Nghị FC.